Trung Kiên xin kính chào toàn thể chị ạ và chào mừng anh chị đã quay trở lại đến video của bên em. Chúc anh chị một buổi chiều vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và trong video ngày hôm nay em gái mới hoàn thiện xong bộ siêu phẩm khủng chế tác chuyên một khối gỗ gốc hương Ba Lan Mai. Trước khi đi sờ các phẩm em gái xin thông báo lại địa chỉ những cơ sở bên em ạ. Cơ sở bên em nằm trên quốc lộ 38, làng nghề mộc nổi tiếng Đông Giang, huyện Cẩm Giang, Hải Dương với số hotline quen thuộc 0948129860822 và 38345. Anh chị ưng ý mong muốn sở hữu những tác phẩm đẹp bên em có thể liên hệ rồi thì hãy nhanh tay liên hệ với bên em qua số hotline 0948129860822.